Tôi nói cái thật đó cho quý vị thấy một chút thôi, thì sau đoạn sau sẽ chỉ. Như là ngày chúng ta sống thì ai cũng như ai đều cho thân mình là thật, trăm người như một. Nhưng mà thân mình nó có thật thiệt không? Nếu nó thật thì không cái gì phá hoại nó được. Nhưng cái thân này, sự chết sống chỉ trong chớp mắt, phải không? Thí dụ đang đi đường, lỡ xe đụng cái rồi hết một đời, phải không? Còn hoặc có một đang đi, đang sinh hoạt bình thường mà có một sợi dây gân máu nào đó nó nghẹt cái thì sao? Thì thấy cũng bất tỉnh liền. Thì như vậy cái chết nó không có xa mà không có bảo đảm. Cho nên Phật nói nó là vô thường. Phật nói vô thường thì mình nghĩ nó lại là thường. Như vậy mà Phật là giác ngộ, còn mình là gì? Mình thấy ngược cái Phật. Bên đây thì sáng, ngược cái sáng là gì? Là tối. Như vậy thì Phật giác ngộ thấy thân vô thường, chúng ta si mê thấy thân là thường. Cho nên khi nói thân là thường, chấp thân là thường, lúc đó chúng ta là gì? Là kẻ si mê. Nhưng mà nếu mình nói người nào chấp thân này là thường thì si mê cái thiên hạ không chịu, phải không? Không bằng lòng. Bởi vậy mới thấy cái mê với cái giác nó không có xa, chỉ ngay nơi thân này. Cái nhìn đúng đó là trí tuệ, nhìn sai thì đó là si mê. Khỏi tìm ở đâu hết, không phải lên trên tận trời xanh mới có được cái chân lý, mới có được lẽ thật, mà ngay trong cái cõi phàm tục này, cái chân lý, cái lẽ thật nó cũng sẵn đó. Thấy được lẽ thật về con người, về bản thân mình, đó là tỉnh, là giác. Còn chấp lầm thân này, đó là cái si mê. Như vậy thì si mê và tỉnh giác ngay một sự vật thôi, chứ không có đâu xa hết. Đó, bây giờ đây, quý vị nhớ cái hình ảnh mà lâu nay chúng ta thường nói, thường nhắc đó. Hình ảnh của ông diễn nhạc Đạt Đa, ổng điên là vì sao? Vì ổng chấp cái bóng đầu mặt ổng ở trong cái gương là thật, phải không? Cho nên úp gương xuống, đầu mặt ông thấy khi nãy mất hết, thì ông ôm cái đầu thật ông chạy, ông làm mất đầu. Quý vị nghe nó lạ lùng không? Đã ôm đầu, chạy ra mất đầu. Phải chỉ ôm cái gì chạy ra mất đầu còn được, nhưng ôm đầu mà chạy ra mất đầu, cái chuyện không thể nào mà hiểu nổi. Nhưng đó lại là lẽ thật. Chúng ta đây là nói về thân con người. Người thế gian thì cho thân là quý, thân là thiệt. Nhưng với người học đạo thì lại nhìn cho cái tâm nó là thiệt, là quý. Bởi vì trong kinh Phật thường nói tâm là dẫn đầu, phải không? Tâm là chủ. Thì chúng ta xét kỹ, nó đúng như vậy. Khi muốn đi thì tâm khởi nghĩ thì chân mới bước, phải không? Khi muốn ăn thì tâm khởi nghĩ, sau đó miệng mới ăn. Thì tất cả từ cái tâm nó dấy lên là thân mới hoạt động. Thì như vậy, cái khởi đầu rồi cái kia nó mới tùy thuộc mà hoạt động. Thì cái khởi đầu là chủ hay là khách? Thì tự nhiên cái khởi đầu phải là chủ. Thí dụ trong chùa này, tôi khởi nghĩ mai phải làm công tác gì đó, khởi nghĩ đó rồi thì sáng đó tôi nói mấy huynh đệ phải đi làm việc này, rồi cái mấy huynh đệ đi làm, thì việc ai chủ ai? Người đi làm là chủ hay là người sai đi làm là chủ?
Tự nhiên ai cũng biết người sai đi làm là chủ, thì vậy tâm khởi nghĩ đi, là thân cứ đi, thì tâm chủ là thân chủ. Vậy đó mà có nhiều người họ cũng tưởng là thân này là chủ rồi. Như vậy tâm là chủ của thân này, nhưng mà cái tâm nghĩ hay dở tốt xấu phải quấy hơn thua đó, cái tâm đó nó là chủ, nhưng mà nó thiệt hay không, nó phải chủ thiệt hay chưa, đó là một giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất để so sánh thân với tâm thì thấy thân nó là chủ động, tâm là bị động đó. Qua giai đoạn thứ hai thì cái tâm này nó làm cái suy gẫm phân biệt là chủ hay là cái nào là chủ, còn cái nào trong đó chủ không. Bây giờ tôi ví dụ xuống sông, xuống biển, thấy gió thổi sóng dậy lên, như vậy sóng dậy lên là sóng là cái chủ của dòng sông hay là cái gì chủ của dòng sông? Nước là chủ của dòng sông, phải không? Sóng chỉ là một cái bộ phận nhỏ dấy động, bởi là bộ phận nhỏ dấy động cho nên sóng có khi dậy có khi lặng đó. Gió thổi thì nó nổi dậy, gió ngừng thì nó lặng xuống. Còn cái dòng sông, nước cả dòng sông đó thì nó không có lặng, nó không có dừng, phải không? Như vậy thì cái mà nó còn nguyên vẹn, không có lặng, không có dừng, không có động, còn cái động rồi lặng, lặng rồi động, thì hai cái đó, cái nào là thể là chủ, cái nào là bạn là khách, sống là chủ hay là dòng sông là chủ? À, quý vị hiểu, sống là cái một phần nhỏ của dòng sông, sống hết, sống lặng, dòng sông cũng còn nguyên vẹn, phải không? Bây giờ trở lại nội tâm của chúng ta, định nghĩa rõ tâm là cái gì? Quý vị trả lời câu đó cho chính xác đi, là tâm là cái gì? Nói thẳng mình, tâm là cái biết. Có tâm cho nên thân mới có biết, phải không? Không tâm thì thân không biết. Thì tâm là cái biết. Như vậy, khi quý vị không nghĩ, không suy, không tính toán phân biệt, lúc đó quý vị có biết không? Có biết thì lúc đó có tâm. Như vậy thì khi nghĩ suy phân biệt, thì cái biết đó là đạo. Còn khi không nghĩ suy phân biệt, thì cái biết đó là sao? Là tỉnh. Mà cái biết đó, nó chỉ ở một nơi, ở khắp nơi. Khi mình nghĩ suy thì cái biết đó ở đâu? Hoặc ở chỗ này, hoặc ở đâu trong này, phải không? À, nghe cái đầu mình nó lăn tăn, mình suy nghĩ thì nó trụ, có chỗ trụ. Còn khi mà mình không có khởi nghĩ, không có khởi tính, mà đụng đâu biết đó. Cảnh chạm mắt thì mắt biết, biết thấy tức là biết. Tiếng chạm lỗ tai thì nghe, nghe tức là biết. Rồi gió khởi chạm thân thì mát, biết. Thì vậy cả toàn thân đều biết hết, mà nó không có chỗ. Còn cái kia khởi nghĩ thì cái biết nó có chỗ, nó có chỗ trụ. Quý vị nghe nó lăn tăn trong đầu, hoặc là khi nhắm mắt lại cái tưởng tượng như có cái hình bóng gì trong này, thì cái biết đó là cái biết. Tôi ví dụ như những lượng sóng dưới dòng sông, nó mạnh, nó nổi lên, nổi lên mà cái nổi lên đó rồi lặng, chứ nó không phải còn mãi. Còn cái biết trùng hết là cái biết đầy khắp cả người chúng ta. Cho nên trong
nhà thiền thường dùng cái câu trong da, trên da chỗ nào không có máu, phải không? Trên da chỗ nào không có máu, cắt chỗ nào cũng ra máu được hết. Thì để thấy là khắp người chúng ta đều có cái biết, mà có cái biết tức là có tâm, mà tâm đó nó không có động, tâm đó nó không có trụ một chỗ, mà nó là trùm khắp. Thì cái sống ở trên sông và cái dòng sông thì quý vị đánh giá cái nào trường cửu, cái nào tạm thời. À, cái dòng sông với trường cửu, những lượng sống là cái tạm thời. Thì cái tâm mình trùm khắp cả thân, hàng biết với cái biết nổi lên, lặn xuống, lăn xăng đó, thì cái lăn xăng là cái tạm bỡ, phải không? Mà mình chấp vào cái tạm bỡ đó cho là tâm mình, rồi quên bẵng cái thân thiệt, cái thân thiệt của mình. Cho nên cái suy nghĩ lăn xăng đó với cái nhìn của Đức Phật, nó là cái bóng ở trong gương của ông Diễn Nhà Đạt Ca thôi. Nó là cái bóng, cho nên cái bóng đó nó là không thiệt, mà mình chắc cái bóng nó là thiệt, rồi ôm đầu, tức là ôm cái thiệt chạy đi, là mình mất đầu. Đó, cho nên trong nhà thiền hay dùng cái từ cổng Phật đi cầu Phật. Đó, phải không? Nghĩa là như vậy thì mình đã có cái biết tràn trề đầy khắp hằng hữu, mà mình không có nhận cái đó, mà chỉ nhận cái biết lăng xăng si tính. Mà cái lăng xăng si tính là cái không thiệt, nhận cái không thiệt làm thiệt thì mình quên mất cái thiệt. Mà cái thiệt có lúc nào bỏ mình nữa không? Còn cái suy nghĩ thì có khi bỏ mình đó. Lúc mình ngủ nó đâu thành suy nghĩ, nhưng mà khi mình ngủ khắp người mình, giả sử mình đưa ngủ không có ai là dép vào mặt, mình có hay không? Dép đi chăng mình cũng hay, như vậy thì lúc nào mình cũng có. Còn cái suy nghĩ có khi có khi không, chợt còn chợt mất, mình nắm cái chợt còn chợt mất làm mình, thì đó là mình đã quên mình. Giống là Diễn Giả Đạt Đa ôm đầu chạy ra mất đầu. Mà quý vị thấy, nếu chúng ta thấy Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy ra mất đầu, chúng ta có cười không? Ngu vừa phải thôi chứ ngu quá chứ vậy, phải không? Nhưng cái Phật ôm đó mà chạy ra mất, thì bây giờ nếu Phật nhìn chúng ta, Phật có cười không? Sao cái bọn này nó ngu quá đó? Cái thật đó chỉ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà không chịu nhận, cứ nhận cái lăng xăng nó cho là mình nè. Sao mà ngu quá vậy? Mà Phật thấy mình ngu quá là Phật sao? Phật thương, ngu quá, cũng như mình thấy mấy người điên mình thương như thế, phải không? Mấy người ngu mà sàng sàng thì ít thương, mà ngu quá chứ ngu là thấy tội quá, không biết làm sao nói cho nó hiểu. Bởi vậy nên Phật mới thấy chúng sinh khổ, Phật thương, thương mà tìm đủ cách nói, đủ cách dạy mà chúng ta cũng không hiểu. Thật nói Phật nói cái gì trên trời trên mây nghe không hiểu gì hết, phải không? Phật nói trên trời trên mây là nói thực trong cuộc sống của mình. Hai cái đó quý vị thấy, một bên là sống, một bên là dòng sông. Ai cũng biết sống là cái tạm bợ, dòng sông mới là thường đối với cái hiện tại. Thì như vậy chúng ta quan trọng là quan trọng cái dòng sông, chứ không phải quan trọng cái lượng sống. Thì cũng vậy, tâm chúng ta trùm khắp hằng biết, cái đó mới là cái thật. Mà chúng ta không nhớ, mà cứ nhớ những cái hơn thua, phải mấy tốt xấu khen chê, nhớ nữa không? Cái gì ngồi lại cả ngày nói cái gì nghĩ cái gì, tập hay cái đó hả? Phải không? Cái ông thầy này hay quá, ông thầy kia dở quá, ông thầy này tôi bỏ rối có duyên, ông thầy kia nó không vô duyên gì đúng thứ, cứ lẩn bẩn có nhiêu đó hoài, rồi buồn rồi trách rồi phiền não nhau, quên mất cái thật của mình hiện tại. Như vậy có phải là các thiền sư nói mình luôn luôn mình ôm Phật mình ngủ, phải không? Đó, mình cõng Phật mình đi, ôm Phật ngủ cõng Phật đi mà không biết Phật,
Đó là một cái xấu hổ của mình. Đây muốn nói cho quý vị biết mình có cái thật như vậy, chứ không phải không có. Mà tại vì chúng ta cứ nhận những cái giả làm thật rồi quên mất cái thật. Cho nên tu thiền là gì? Tức là dừng cái giả lại, đừng theo nó nữa. Là cái giả nó lặn xuống rồi, bất chợt lúc nào đó cái mình cười, cười ồ lên cái là à cái thật nó trùng hết. Thì thấy được cái thật như vậy là mình mới không còn lầm mê. Còn mình chỉ biết là cái giả mà không bao giờ biết cái thật, thì đó quả là chúng ta vốn là diễn nhã đạt đa. Phải không? Đi đâu cũng ôm đầu đại là bắt đầu cả ngày như vậy đó. Đó là cái ý nghĩa cho quý vị thấy. Ở trong đây tôi nói rằng Phật nói thanh vô thường, thanh giả dối là khổ. Kế đó thì Ngài chỉ ra mình có cái pháp thanh bất sanh bất diệt, có sẵn trường tồn mà mình không thấy. Và cái đó trong nhà Phật thường dụ nó là hạt châu, cho quý vô giá. Đó là chúng tôi đang nói thiền với quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì thiền là một phương pháp tu để thấy được lẽ thật nơi con người, thấy được nơi con người những cái gì giả biết là giả, những cái gì thật biết là thật. Cho nên chủ trương của thiền tông là kiến tánh. Tánh là gì? Là Phật tánh, là pháp thân, là hồn ngọc vô giá. Kiến tánh là thấy được cái bản tánh hay là Phật tánh của chính mình. Sau khi biết rõ cái giả rồi, chúng ta không còn bị mê lầm nữa. Bây giờ chúng ta mới bước qua tìm cái thật, nhìn ra cái thật. Chúng ta không còn bị cái giả lôi cuốn vào đường sanh tử. Nhận ra cái thật, chúng ta sống an nhàn tự tại trong cái bất sanh bất diệt, tức là Phật tánh, là pháp thân, là hồn ngọc báo vô giá vậy. Như vậy thì tu không phải hủy hoại, không phải tiêu diệt cái thân tạm bợ đau khổ này, mà chính khéo khôn ngay cái tạm bợ đó tìm ra cái chân thật. Cho nên trong luận Đại Trượng Phu nói rằng như một cái thùng rác đầy nhớt, ở dưới cái thùng rác đầy nhớt đã có một cái hòn ngọc quý. Biết cái hòn ngọc quý đã đựng dưới cái đống rác nhơ thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải bươi cái rác nhơ ra để lấy cái hòn ngọc quý. Cũng như vậy, thân nhớp nhúa vô thường có cái chân thường ở trong đó. Chúng ta phải ngay nơi đó mà bươi ra mà tìm để cho thấy. Cho nên nhà thiền thường dạy chúng ta tu là phải sao? Là phải phản quan, phải không? Phải nhìn lại mình, thấy tường tận cái giả thế nào rồi phân được cái thật. Đó là phản quan tự kỷ, đó là phản quan là chính mình. Đó là cái lý, cái nghĩa mà người tu phải thực hành. Chứ không thì chúng ta không biết tại sao phải phản quan. Tu người ta đi nơi này nơi kia tìm cái gì mới lạ, cứ ngó là mình hoài có gì đâu. Nhưng mà sự thật, cái quý của mình nó sẵn ở nơi cái giả dối này. Thế nên chủ yếu của Đạo Phật hay chủ yếu của Thiền Tông là phải tu bằng trí tuệ, chứ không phải tu bằng cái mờ mịt. Nếu tu thiền bằng lối điểm đạo hay xuất hồn là không phải tu thiền theo Đạo Phật. Tu thiền theo Đạo Phật là tu bằng trí tuệ, thấy được cái thật nơi người và sống trở về cái chân thật đó. Như vậy thiền và Phật dạy có khác nhau không? Học thiền là học tất cả những gì Phật dạy trong kinh, biết cái nào là giả thì loại ra, không để nó lôi cuốn mình nữa. Biết cái nào là thật thì hằng sống với cái chân thật đó. Đó là tu thiền. Như vậy thì tu thiền với kinh Phật dạy không có hai, không có khác. Còn nói rằng lại đây tôi điểm đạo cho cái rồi sẽ thấy đạo, hay là
tu sức lòng ra lên trên trời trên mây đó để tìm thiện tri thức hay tìm minh sư, thì cái đó là sao? Đó là không phải là cái tu theo đạo Phật. Đạo Phật tu thiền là phản quan lại mình, nhìn ra cho đúng cái gì là giả, đừng lầm, cái gì là thật, phải biết để mà sống. Như vậy đó là tu thiền. Mà trong kinh tất cả lời dạy Phật đều chỉ rõ lẽ hư thực cho chúng ta thấy tường tận, không có che giấu chút nào hết. Từ trước đến đây quý vị thấy chúng tôi đã nói thiền chưa? Chỉ cho quý vị thấy thân này là giả, là phai mượn. Chỉ cho quý vị thấy những suy nghĩ, tư tưởng là giả, là phai mượn. Đó là nói tu thiền rồi. Chỉ cái giả để biết nhận nó ra, ra nó. Nhưng cái thật thì làm sao chỉ cho quý vị đây? Có những người thắc mắc cái gì là Phật tánh, Phật tánh ở chỗ nào? Chắc ai cũng băn khoăn, muốn hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ trả lời rằng câu hỏi đó đã trật rồi. Vừa hỏi làm sao biết Phật tánh và yêu cầu chỉ cho biết Phật tánh ở chỗ nào thì câu hỏi đó là sai. Người đặt câu hỏi đó là người đã lầm. Tại sao? Nếu quý vị hỏi bình bông, chậu bông ở chỗ nào, cái bàn, cái quạt ở chỗ nào, chúng tôi chỉ được. Nhưng nếu quý vị hỏi không khí chúng ta đang thở ở chỗ nào, chúng tôi phải trả lời làm sao? Câu hỏi đó đúng hay sai? Thế là chúng ta đã lầm. Vì không khí không có hình tướng, làm sao đặt chỗ nơi? Phàm cái gì có hình tướng, có vị trí, cái ấy mình mới chỉ được. Cái gì không hình tướng, không vị trí, làm sao chỉ được? Nếu câu hỏi đã sai mà chúng tôi cố gắng chỉ thì cũng sai luôn. Thế nên phải hiểu rõ ý nghĩa không đặt câu hỏi. Khi câu hỏi đúng, chúng ta cái ý nghĩa không đặt câu hỏi, khi câu hỏi đúng chúng ta mới trả lời được. Nếu câu hỏi sai làm sao đáp được? Ở đây tôi muốn nói cho nó rõ hơn là chúng ta lâu nay bị cái bệnh cái gì cũng đòi mắt thấy, thân sờ mó được thì cái đó mới có thiệt, phải không? Cho nên nói là cái gì tai nghe mắt thấy thì cái đó mới đúng, còn tai không nghe mắt không thấy hay là không sờ mó được thì cái đó không đúng, không có. Thì cái lý luận đó bây giờ còn có lẽ được nhớ không? Nó hết rồi. Hiện giờ thì cái lý luận đó không còn là lẽ được nhớ. Thí dụ bây giờ ở trong hư không những cái tần số làn sóng điện mà ta cho nó đi trong hư không đó, thì quý vị thấy nó đi đâu không? Lần một, lần hai, lần ba gì quý vị thấy không? Tần số mấy quý vị thấy không? Không thấy mà có không? Mà mình đi có đụng không? Không có đụng. Không thấy, sờ nó không được mà vẫn có như thường. Thì ở đây trở lại cái thân của chúng ta là cái hình tướng thì chúng ta thấy, chúng ta sờ nó được. Còn cái tâm, tâm đây tôi chia hai thứ. Tâm chân thật không có hình bóng. Còn cái tâm hư dối là có bóng, không có hình mà có bóng. Bởi vì tâm hư dối, ví dụ khi quý vị nghĩ tới một người thân thì quý vị liền có bóng của người thân, phải không? Nghĩ tới một cái ngôi nhà, quý vị liền có bóng của ngôi nhà. Thì cái đó là cái tâm có bóng. Thân có hình, tâm có bóng. Còn có cái tâm mà không hình không bóng thì cái đó không bao giờ thấy được, không bao giờ biết được. Mà bởi vì nó không hình không bóng mà đụng đâu biết đó, chạm đâu biết đó, biết mà không có hình bóng gì hết. Ví dụ về gió mát, nghe mát thì cái nghe mát là có bóng gì? Chỉ nghe mát, nghe tiếng đó, nghe tiếng thì không có bóng gì hết. Như vậy thì tất cả cái biết toàn thân của mình hằng hữu mà không có hình,
không có bóng. Nhưng bây giờ hả, cái đó là cái gì? Thì chỉ có nói à, đó là chân tâm, đó là pháp thân. Nhưng mà sự thật không hề bóng. Rồi ta hỏi, cái chân tâm đó, cái pháp thân, thân đó ở chỗ nào? Đã không hình bóng hỏi ở chỗ nào sao? Phải không? Nếu hỏi chỗ nào thì hỏi cái này được. Chứ còn cái tâm mà không hình không bóng đó mà hỏi ở chỗ nào thì câu hỏi nó trúng được đấy. Đó là đã đi sai rồi. Cho nên đây tôi mới ví dụ như là không khí. Chúng ta hít thở thì có, nhưng hỏi không khí ở chỗ nào chỉ được không? Như vậy thì có những cái nó không hình, không bóng mà đã chỉ ra thì làm sao mà chỉ cho được? Mình chỉ không được rồi nó không có thì cái đó là một cái sai lầm. Nà. Bởi vậy cho nên chúng ta phải khéo, sáng suốt, nhận xét cho đúng rồi chúng ta biết có nó. Khi nào quý vị ngồi thiền, tâm không còn cái máy động nào hết, không nhí niệm, mà quý vị vẫn biết rõ tất cả mọi cái gì đến với quý vị, nhưng nó sáng suốt, biết rõ hết mà không có niệm giới động, thì lúc đó quý vị có tâm hay không có tâm? Nếu lúc đó nó mất tâm rồi thì đó là ông Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy ra, thấy không? Còn như lúc đó mình biết mình đưa hiện hữu thì trúng, tuy rằng không thấy bóng, ước cái gương lại không thấy bóng mà biết nào mình đưa nó đây, khỏi cần la lối gì hết. Thì cũng vậy, những niệm lặng hết mà mình vẫn sáng, vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết tâm mình đương lặng thì làm sao không có mình? Mình sờ sờ hiện tiền. Nhưng mà có nhiều người kia lúc nào không nghĩ, ước tôi đã mất rồi nè, không nghĩ là nó mất mình, thì đó là thực bạn bè của Diễn Nhã Đạt Đa, thấy không? Hiểu vậy thì quý vị thấy cái ý nghĩa mà tôi đặt câu hỏi ở đây. Nếu mà câu hỏi phải cái Phật tánh chân tâm nó là thế nào, nó ra sao, ở chỗ nào vân vân, thì cái đó là cái chuyện không thể nào mà chỉ được. Nên đừng nói là không chỉ được là không có. Quý vị bảo chúng tôi chỉ Phật tánh, chẳng khác gì quý vị bảo chúng tôi chỉ không khí ở chỗ nào. Xong thử hỏi có không khí hay không? Nếu không có không khí thì chúng ta tắt thở hết rồi, chưa phải vậy không? Nếu không có không khí thì chắc chúng ta nằm ngoẹo xuống trên trời, không ai còn tỉnh táo gì hết. Đó. Chúng ta sống trong không khí, đang thở không khí ấy mà bảo chỉ nó, chúng ta không làm sao chỉ được. Đó là điều thứ nhất. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nêu ra để cho quý vị thấy cái thể tánh của chúng ta hay là cái Phật pháp thân của chúng ta nó tràn khắp mà không thể chỉ được. Điều thứ hai là quý vị muốn thấy Phật tánh, muốn thấy đạo, nhưng xin hỏi lại, quý vị muốn thấy Phật tánh của ai? Của mình hay của người khác? Muốn thấy Phật tánh, mà Phật tánh đó là thấy, là thấy của mình hay thấy của ai? Nếu của mình mà con mắt mở nhìn ra thì làm sao thấy được của mình? Như vậy nhìn ra mà muốn thấy thì thấy của ai mà thấy của mình, phải không? Đó. Vì vậy mà đặt lại câu hỏi cho thầy rõ. Nếu muốn thấy Phật tánh của mình thì nó là mình. Mình làm sao thấy được mình? Nếu mình thấy Phật tánh thì nó là cái bị thấy ngoài mình. Phải biết không? Chính vì vậy mà đại đa số chúng ta hay lầm lẫn câu hỏi không có ý nghĩa này, mà tưởng là câu hỏi hết sức có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đã quên chúng ta Phật tánh là cái chân thật của chính mình. Chúng ta quên lại muốn tìm nó ở bên ngoài.